chị ạ. Chị ơi, em xin phép ra ngoài uống cốc nước ạ. Đi quá thời gian quy định là tôi phạt đấy. Nhanh lên. Vâng ạ. Mọi người ơi, hôm nay phòng mình liên hoan nhá. Mừng cho chị Lành với cái lan tay qua nạn khỏi. Ê, đúng á. Hay là mình tráng bánh xèo đi. Ừ, được đấy. Được, được, được. Chị... Làm lẩu mắm đi, chị làm lẩu mắm á là ngon bá cháy bà chét luôn á. Này, chị bên chế sờ à? Thôi, chứ mà nhìn thấy đồ ăn em sờ lắm rồi. Mệt chị ạ, à, nhưng phải cố chứ. Kiểm tra xong rồi. Người gì đâu mà yếu. Cảm ơn. Có chuyện gì thế anh Đức? À, chỉ là kiểm tra đồ cá nhân thôi mà. Công ty xảy ra chuyện gì mà lại khám xét kiểm tra thế này? Sao phải kiểm tra đồ ạ? Này, không làm gì khuất tất, làm sao phải sợ? Hả? Nhưng phải cho chúng tôi biết lý do tại sao phải kiểm tra ấy hả? Đúng rồi á. Cô Tơ vừa báo với chúng tôi là cô ấy bị mất một chiếc điện thoại được tặng. Và giá trị của chiếc điện thoại đó tương đối lớn đấy. Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Bỏ túi rồi đi. Nhanh cái tay lên xem nào. Không sao, như vậy thì càng tốt. Để xem trong phân xưởng này ai là người tắt mắt. Tôi cũng kiểm tra lại kỹ xem. Để điện thoại ở đâu? Kiểm tra xem. Đây, điện thoại của em đây à? Ảnh em đấy chị. Đúng rồi. Sao bà lại làm thế? Sao? Cô còn cãi được nữa không? Tại sao điện thoại của cô Tơ lại ở trong túi của cô? Hả? Cô giải trình đi. Thực sự tôi không biết tại sao điện thoại của cô lại nằm trong túi của tôi. Nhưng không mất là may rồi. Vì ích kỷ và sự thù hằn cá nhân mà phải làm những việc táng tận lương tâm như thế thì cuối cùng sẽ chẳng có kết cục đẹp đâu. Không phải như mấy người nghĩ đâu. Này, đứng lại. Cô viết ngay bản tường trình cho tôi. Tôi không làm gì thì cũng sẽ chẳng có một bản tường trình nào hết. Này, cô còn dám cãi lại cả quản lý của cô đấy à? Quản lý á? Từ giờ phút này trở đi, các người không còn là quản lý của tôi nữa. Tôi bỏ việc. Trúc, trời ơi Trúc ơi. Thôi mọi người ơi, không có chuyện gì đâu, về đi. Sao như bánh đang ngâm nước thế kìa? Trúc, chị xin lỗi nhá. Em vì mọi người mà phải chịu oan ức. Chị phải chịu khổ một mình thôi. Ôi, không có việc này thì làm việc khác. Nhưng bây giờ đi kiếm việc làm đâu phải dễ. Tất nhiên, tìm việc thì không có dễ rồi. Nhưng em nghĩ mình mà cố gắng chăm chỉ làm việc thì sẽ tìm được công việc tử tế thôi. Làm nhờ. Nhưng mà từ chứ công ty có tổ chức liên hoan thì cũng được nghe giống chị Hãn nữa. Ủy mị. Tôi bỏ việc nhưng không để cô với chị Cúc phải... phải trả tiền nhà hàng tháng đâu.
trong lúc tìm việc mới sẽ đi làm ô xin hoặc giúp việc, miễn sao tìm được công việc để trang trải cuộc sống là được. Đứa là gì vậy ở đấy á? Ừ, thế à, chẳng nhẽ lại muốn chiếm luôn cái giường của tôi à? Tất nhiên là em sẽ không chiếm giường của chị rồi. À đúng rồi, chị ăn đi. Đây, chị ăn nhiều vô, đấy nó nè. Chị cũng ăn đi. Ngủ sớm đi, chạy xe cả ngày mệt rồi. Hai mẹ con cứ vào ngủ trước đi. Anh tưới nốt cây, rửa xong chậu bát anh vào nhé. Dạ. Hôm nào ngủ đi. Trúc. Trúc. Dạ. Vào ăn đi, không đoán nguội hết bây giờ. À, vâng ạ. Mà nó ai tin chị làm việc nữa mô? Chắc chắn là có kẻ đang muốn hại chị. Giờ ai hại chị cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thôi, mọi người ăn đi. Từ mai sẽ bắt đầu một khởi đầu mới.